Anh em mình, anh em chửi tôi thì đó gì à? Hôm nay vệ tinh mình không phải là đạt tôn gì khác hẳn rồi. Đá hai đội đạt tôn thì về đá cái như kiểu cảm xúc như kiểu đái. Mày vẽ lúc đầu thì mày nhớ về sau còn tất cả. Cường bị quả bê tông hù. Bê tông thụ bê lù. Lù. Rồi lên phản lên thủ phản lên. Quả bóng người ta phát pressing rồi. Lên đi. Ôi giời ơi, mẹ quả đẹp đấy rồi. Ôi mẹ. Đi anh Vinh. Ô tô về đây. Đúng rồi luôn. Được bia đi. Đó. Được bia. Hai bè.
Mệt thì đéo bảo tao, tao để được quần áo đá tiếp. Thôi rồi, lên đây, lên đây, Maribon, lên đây. Tôi đây, tôi đây, tôi đây. Chưa giờ thì sáng sớm. Mẹ đi trước quầy nó đi mẹ luôn.
Thái bảo là xong đám cứ chơi hai đồ mối thôi. Xong đối bọc lên bảo như nào nó ít thôi. Từ đống hay xoạc lắm. Tại vì không có nhiều làm gì đúng mà xoạc hiệu quả đúng không? Không có bọc quần nữa suốt. Ông đá ông hay cổ va chạm mấy thứ hay sợ va chạm. Đẹp đấy. Xít vào đây Ali ơi. Chuyển vừa tâm vừa xuống luôn. Ai chưa lại? Đúng rồi anh, đến đây. Ôi, ôi, ôi.
Mẹ quả đẹp quá Ali. Ghim được tí chân nữa Ali ơi, đi mẹ. Ghim tí chân nữa thì chết mẹ. Yeah.
21 phút rồi. Rồi,
Rồi lên đây. Đức một giày sai lầm thì mẹ em cho một giày lầm, xách một giày nhá.
bẹ giấy sắp hỏng luôn ạ. Bố đi đúng một trận bố thua. Bố chạy. Đây mày đi mà quá phá một trận hỏng luôn rồi. Chết. Sao mày phải nhớ lát. Lát từ trước rồi. Thằng Chung đi. 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 Thằng Chung với cả Chung với Hùng đá giữa đi. Khánh đá biên. Hùng với Chung đá giữa đi cho Chung đá trụ đi cho Hùng và Công. Sống mắt. Sống mắt rồi. Chắc khoảng 10 phút nữa. Đấy Khánh cứ theo số 5 này. Đấy Khánh theo đi. Khánh kìa, theo kìa, Khánh kìa. Tốt Trung ơi. Ôi mày xây nhiều quá. Đi.
chuẩn bị thay Hùng hết quả bóng nhá. Hùng mệt rồi. Hùng ơi, còn có 3 phút nữa thôi, cố được không? Ồ, hết giờ luôn à?